có ít nhất là 34 học sinh, một số giáo viên và phụ huynh bị nghi nhiễm virus corona, là thông tin được ông Nguyễn Xuân Thuận, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, xác nhận với báo Tuổi Trẻ Online từ chiều ngày 4 tháng 2. Theo ông Nguyễn Xuân Thuận, thực hiện việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát các học sinh có bố, mẹ, người thân đi làm việc ở Trung Quốc về. Kết quả rà soát đến ngày 4 tháng 2, toàn huyện có 1.043 trường hợp học sinh có bố hoặc mẹ làm việc ở Trung Quốc. Trong đó có 133 trường hợp có bố mẹ đã quay lại Trung Quốc làm việc và một số trường hợp không về nước trong dịp Tết Dương Đán vừa qua. Đáng lưu ý là hiện có 32 giáo viên và 34 học sinh rải rác các trường trên địa bàn đã có biểu hiện cúm, ho, sốt. Trong đó phần lớn số học sinh này có tiếp xúc với bố mẹ đi làm từ Trung Quốc về. Hiện cả 2 giáo viên và 34 học sinh này đều đã được cho nghỉ học, tạm thời nghỉ dạy để đến các cơ sở y tế kiểm tra và theo dõi. Hiện chưa có con số chính xác, nhưng qua rà soát thì có ít nhất là 34 học sinh và 2 giáo viên có biểu hiện nghi nhiễm virus chủng mới corona. Phòng Giáo dục Đào tạo đã kết hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện cách ly những người có biểu hiện cúm, ho và sốt, tiến hành kiểm tra thăm khám xem có virus corona hay không, ông Thuận cho biết. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Thuận, thì học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở ở huyện khá đông, cho nên Phòng Giáo dục Đào tạo cũng rất lo nếu như có cha mẹ học sinh và học sinh khác bị lây bệnh. Sau đó, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát các học sinh có bố mẹ là người thân đi làm ở Trung Quốc về hoặc là từng tiếp xúc với người thân đi làm việc ở Trung Quốc về. Nếu có dấu hiệu thì tiến hành cách ly để sàng lọc và xét nghiệm. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, theo báo cáo từ Điện Biên, vào thời tiết hiện nay, học sinh bị ốm có biểu hiện ho sốt là bình thường, nhưng để kiểm soát lây lan dịch từ virus corona, cho nên mới cách ly để theo dõi. Hiện các học sinh này vẫn đang được theo dõi. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các học sinh, nhà trường có thời gian áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên cũng đề xuất lên Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cho học sinh tạm thời nghỉ học từ ngày 6 tháng 2 cho đến khi có thông báo trở lại. Đây là tỉnh thứ 61 cho học sinh nghỉ học, tính tới ngày 5 tháng 2. Cũng theo báo Tuổi Trẻ Online, trong ngày 1 và ngày 2 tháng 2, có gần 3.000 trường học ở Hà Nội đã được phun khử trùng toàn bộ khuôn viên và lớp học để phòng chống dịch virus corona. Tại trường Mầm non Mai Dịch ở quận Cầu Giấy và trường Tiểu học Hoàng Diệu ở quận Ba Đình, việc tẩy rửa lớp học và phun thuốc khử trùng chloramin B đã được diễn ra. Theo bà Vũ Ngọc Dự, hiệu trưởng trường Mầm non Mai Dịch, việc phòng chống dịch đã được nhà trường chủ động đối phó. Nhà trường cũng đã tiến hành khảo sát điều tra trong thời gian nghỉ Tết. Nếu học sinh nào có đi du lịch Trung Quốc sẽ được tư vấn kịp thời. Mặt khác, nhà trường cũng chủ động trang bị khẩu trang cho các cô giáo, cập nhiệt độ tự động trong các lớp học. Đặc biệt, việc lau rửa phòng học bằng dung dịch chloramin B cũng được thường xuyên tiến hành. Trong khi đó, các trường ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phun thuốc khử trùng và chuẩn bị các dụng cụ, nước rửa tay, khẩu trang, máy đo thân nhiệt phòng chống dịch bệnh do virus corona chủng mới trước khi đón học sinh, sinh viên trở lại nghỉ học sau Tết. Trên đây là những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh virus corona đang diễn ra tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thêm những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!